Chào anh em nhá. Mình vừa lên tới núi rồi anh em ạ. Và bây giờ là mình sẽ làm một video để quay lại cái phong tục tập quán của người Đài Loan ở bên này, là người ta sẽ cúng thổ địa ở bên này anh em ạ. Thì để cúng thổ địa thì bao gồm những vật dụng gì, thì mình sẽ quay lại ghi lại cho anh em xem. ghi lại cho anh em xem để anh em có thể biết là cái phong tục tập quán của người Đài Loan ở trên vùng núi như thế nào. Anh em có thể khám phá cùng mình nhá. Đây anh em. Đây. Mình đang mang đồ để đi cúng đây anh em, cúng thổ địa. Cách khoảng 100 mét anh em ạ. Cũng khá là xa. Đây, phía sau này anh em. Đây anh em. Đây. Đây anh em nhé. Đây là khu vực cúng thổ địa ở của nhà ông ấy nhá, ông bác nhá, người Đài Loan nhá. Đấy, thì anh em xem này, ở phía trong ấy là xây dựng một ngôi nhà giống kiểu cái miếu ở ngôi nhà nhỏ giống cái miếu ở bên Việt Nam mình ấy, ở cứ xây ven đường ấy. Đấy, còn ở đây là đặt một cái bàn đá anh em. Đây, đây là đặt một cái bàn đá ở phía trong. Ở phía trong anh em ạ, ở phía trong thì đặt 3 ly, ly rượu và nước anh em ạ, 3 ly rượu, mình không biết rượu hay nước. Đấy. Đấy, và ở phía bên ngoài thì có gắn hai gắn hai cái bùa màu đỏ. Hai tấm bùa màu đỏ. Còn bên này là đồ dùng, bên này là chậu để đốt vàng mã, đốt ở hai bên. Ở bên này, đây, mình lột ra cho anh em xem. Đây, đốt vàng mã ở đây. Và đốt vàng mã ở đây nữa anh em, đây. Đấy. Và xung quanh này thì được phát làm rất là sạch sẽ đây anh em. Xung quanh này làm rất là sạch sẽ. Đấy, còn đồ đoàn cúng thổ địa thì mình cũng đã quay cho anh em xem rồi. Đây, đồ cúng thổ địa là bao gồm có là thịt này. Chừng này khoảng độ tầm 2 cân thịt, 2 chin bên này đấy. Rồi 3 quả trứng gà. Một gói này thì thường là bột gạo đấy, bột gạo giống cái kiểu miến của mình ấy. Rồi 3 ly nước, rồi một chai rượu hương và một thẻ giang và tiền tiền âm phủ anh em ạ. Đấy. Ở bên này nhà nào cũng thế anh em. Ở trên vùng núi ấy, do phong tục tập quán anh em, nên là nhà nào cũng làm một cái, lập một cái bàn thờ cúng thổ địa ở phía sau vườn anh em ạ. Đấy, là cũng để, có nghĩa là cũng để đất đai luôn luôn yên ổn để làm ăn anh em. Đất đai của mình luôn luôn và nhà cửa cũng luôn luôn yên ổn, tất cả mọi công việc cũng như việc nhà cũng như là ấy là luôn luôn suôn sẻ anh em ạ. Đấy, thì theo mình nghĩ cũng như thế thôi. Đấy. Đấy. Mình nghĩ cũng như thế thôi, làm cái gì làm có thể là nó rất, cũng có thể là rất là thiêng đấy anh em. Thiêng đấy, vì người ta cúng ở đấy cách đây khoảng hơn 100 năm rồi, thế hệ trước ông bà của ông bà họ cúng rồi, thì truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác anh em ạ. Đấy. Đây anh em, đây. Đây là cái thủ tục cúng thổ địa của người dân Đài Loan anh em nhé, ở tại khu vực này nhé. Phía trước cắm năm quay hương anh em này. Phía trước được cắm giang đây này. Thiên sấn. Ừ. Cái thiên sấn. Thiên sấn.
rồi thủ tí công san sân rồi đây tất cả đồ đoàn được đặt trên bàn đá anh em chúng ta mà san sân của chúng ta và có 3 ly rượu anh em ạ, được đặt 3 ly rượu được kèm theo tiền và đấy, phía bên trong thì được cắm hương. Đấy. Được cắm hương anh em ạ. Và sau khi mà thắp hương xong thì hương tàn thì lúc đó có thể thu dọn đồ đoàn và lấy về anh em nhé. Đấy. Còn bên này nếu như mà làm xong ấy, cúng xong thì có thể đốt tiền. Đốt tiền ở bên này anh em ạ. Đây. Chỗ này là chỗ đốt tiền. Anh em xem. Bên trong này thường sử dụng để đốt tiền. Đốt tiền vàng mã đấy. Chứ không phải là tiền thật đâu anh em nhá. Chứ y bảy niên này, y bảy tô lắm mà. Cái vụ y bằng, tùy. Cái phòng tử y bằng. Ông vừa bảo là cái này giống như kiểu nhà trong kia ấy, là 100 năm anh em ạ, trên 100 năm rồi. Làm nhà lúc nào thì lập ra lúc đó anh em ạ. Nên chỗ này cũng khá là linh thiêng đối với đất đai của một người dân ở đây. Đấy. Và thỉnh thoảng có thể châm rượu vào anh em ạ. Thỉnh thoảng là có thể châm rượu vào. Đấy. Và sau khi mà gần xong rồi thì có thể bái thêm một lần nữa rồi bắt đầu đi đốt vàng mã anh em nhé. Bái thêm một lần nữa rồi bắt đầu đi đốt vàng mã. Và vàng mã được đốt ở phía trong này anh em. Đây, vàng mã được đốt ở phía trong này anh em. Đấy. Và đợi đến khi mà cháy hết rồi thì lúc đó mình ở phía trong hương cũng gần tàn rồi thì lúc đó là có thể thu dọn đồ đoàn rồi bắt đầu thu gom về anh em nhé. Nghĩ là mình sao chứ cơ? Duyên án yếu à? Yếu à? Yếu. Yang à? Yang à? Duyên án cân thời quán yếu à? Sao bụi tu? Tùy sao bụi tu. Yếu yang. Chứ lì bài bài sư duyên án yếu bài bài. Đây. Đây, anh em xem đây. Đây là đốt vàng mã anh em. Đấy. Đốt đợi cháy hết anh em. Cháy hết rồi lúc đó thu gom đồ đạc. Cho chú ý 15. Ừ. Chú ý 15 sao bye bye. À. Cũng như thế này là tất cả những đất đai ở vùng này là luôn luôn yên ổn anh em. Và con người cũng có liên quan tới đất đai ấy, ở tại vùng này là làm việc cũng luôn luôn suôn sẻ. Theo thủ tục của người Đài Loan ở vùng núi là như thế anh em. Còn ở vùng thành phố thì mình không biết anh em. Ở vùng thành phố thì cứ có người thì một năm người ta về lần, có người thì 2-3 năm. Còn có người thì họ ở ngay thành phố luôn, họ không về. Chỉ có là tạo mồ rồi họ về thôi. Nên là cái đó mình cũng không biết anh em. Đấy. Và rồi là mình giới thiệu qua thủ tục cho anh em xem rồi anh em nhé. Vàng mã đã được đốt hết rồi anh em. Vàng mã đốt hết rồi. Sự sư tầng chỉ phân chung tầng à. Bàn cơ giáo sư. À, bàn. Chúng ta yên thính sán sán chân sán sư chiều. À. Sán sư chiều xăng yêu y bàn. À. Y bàn chai khơi sau nà cơ. À à. Có nghĩa là cái độ trong quá trình. Sáng. Hảo. Trong quá trình cúng rượu anh em là phải chêm rượu 3 lần anh em ạ. Chêm rượu bao lần này. À, lúc đó là ở phía trước này này. Phía trước này là hương nó sẽ cháy hết được một nửa. Cháy hết một nửa thì lúc đó là mình sẽ đốt tiền. Đấy, mình đốt tiền ở đây. Đấy. Đấy, thủ tục là như thế. Rồi bây giờ. Đấy, bây giờ là thu gom rồi anh em.
vì hương đã cháy được một nửa rồi anh em. Đây, hương cháy một nửa rồi thì bây giờ là, và tiền cũng đã đốt hết rồi, tiền đốt hết rồi nên là bây giờ thu gom lại rồi mang về. Đấy. Thủ tục cúng bái thì cũng như vậy, như thế thôi anh em, đơn giản như thế thôi. Và mình quay lên clip này, lên video này lên như thế này thì để cho có thể nhiều anh em ở bên Việt Nam mình và tất cả mọi người có thể biết được cái thủ tục cúng thổ địa của người dân Đài Loan ở bên này như thế nào anh em nhé. Anh em có thể vào tham khảo và cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhé, và ủng hộ cho mình để mình có thể có động lực và mình sẽ ra video khác có thể hay hơn anh em nhé. Anh em có thể hóng video vào tập tiếp theo, vào một ngày khác nhé. Hảo là. Chào anh em. Hảo là. Hảo, tung xí sâu. Sâu chỉ lại của ta chinh chi. Chinh chi. Đây, đã xong anh em nhé. Chào anh em nhé.